Chiều ngày 8 tháng 12, tại kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 đã thông qua nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng áp dụng của nghị quyết là trẻ em mầm non, học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí không bao gồm các học sinh đi học tại cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, nhóm một học sinh học tại các trường ở thành phố thủ đức và các quận một ba bốn năm sáu bảy tám mười mười một hai bình thạnh phú nhuận cò vắt tân bình tân phú bình tân nhóm hai học sinh học tại các trường ở các huyện bình chánh hóc môn củ chi nhà bè và cần giờ thời gian áp dụng chín tháng năm học 2023-2024 nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách thành phố theo phân cấp ngân sách hiện hành tổng kinh phí dự kiến thực tri hỗ trợ là một tám trăm bốn mươi bảy tỷ đồng trong đó kinh phí thực hiện miễn học phí cho học sinh trung học cơ sở là 1.108 tỷ đồng, công lập 1.047 tỷ đồng, ngoài công lập 66 tỷ đồng. Như vậy, đặc điểm mới đặc biệt của nghị quyết là toàn bộ học sinh trung học cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ không phải đóng học phí, còn học sinh bậc tiểu học miễn học phí theo quy định của nhà nước và trẻ mầm non, sinh trung học phổ thông đóng học phí năm học 2023-2024 bằng mức thu học phí của năm học 2021-2022. Cùng ngày cũng thông qua nghị quyết, về một số chính sách đặc thù cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông xã đảo Thành An, huyện Cần Giờ từ năm học 2023-2024. Theo nghị quyết này, thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông bao gồm trung học cơ sở, trung học phổ thông, đang học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn xã đảo Thành An, huyện Cần Giờ, năm học 2023-2024 đến năm học 2025-2026 bằng với mức học phí theo nghị quyết 16 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm học 2026-2027 trở đi, hỗ trợ học phí bằng với mức học phí do Hội đồng nhân dân thành phố quy định đối với cơ sở giáo dục công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên từ năm học 2024-2025 trở đi không áp dụng đối với trẻ em mầm non 5 tuổi từ năm học 2025-2026 trở đi không áp dụng đối với học sinh trung học cơ sở theo nghị định số 81 xe 2021 chính phủ thành phố Hồ Chí Minh cũng hỗ trợ tiền tổ chức dạy học hai buổi mỗi ngày cho học sinh cư trú trên địa bàn xã đảo Thành An huyện Cần Giờ đi học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn xã đảo áp dụng từ năm học 2023-2024 Cụ thể, tiểu học hỗ trợ 135.000 đồng mỗi học sinh mỗi tháng, trung học cơ sở hỗ trợ 180.000 đồng mỗi học sinh mỗi tháng, trung học phổ thông hỗ trợ 280.000 đồng mỗi học sinh mỗi tháng. Trong trường hợp các cơ sở giáo dục có mức thu tiền, tổ chức dạy học hai buổi mỗi ngày cho học sinh thấp hơn mức hỗ trợ theo nghị quyết này thì thực hiện hỗ trợ theo mức thu thực tế của cơ sở giáo dục. Ngoài ra, hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mầm non cư trú trên địa bàn xã đảo Thành An, huyện Cần Giờ đang học tại cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn xã đảo với mức hỗ trợ 160.000 đồng mỗi tháng, hỗ trợ tiền ăn trưa 550.000 đồng mỗi học sinh mỗi tháng và tiền đò 440.000 đồng một học sinh mỗi tháng cho học sinh cư trú tại ấp Hiền Liền, xã đảo Thành An.